Ông Phú Trầy ơi. Đứa nào đập cửa nhà ông thế? Ông Phú Trầy ơi. Đứa nào máy tính làm loạn à? Ôi giời. Ông Phú Trầy ơi. Ông Phú ơi. Ôi, thật khó ghê. Mày làm cái gì? Mày làm cái gì mà mày đạp cửa? Cửa đập vào mặt mà ông đau hết cả mặt mũi hả thằng kho? Con có đập đâu? Gì? Con mở cửa nhẹ mà tại ông chui vào đấy chứ. Trời ơi, con cãi tao không thể cãi lý với mày được nhá. Thế mày sang nhà ông có việc gì? Ông lại còn hỏi con sang nhà ông có việc gì? Ông trả tiền con đi. Tiền nào? Ô, tiền con làm công cho ông từ đầu năm đến giờ. Ông đã trả con đồng nào đâu. Mà sắp Tết đến nơi rồi, ông trả con để con về con đưa cho vợ con còn đi mua đồ Tết chứ. Thế mày chưa nghe câu 30 chưa phải là Tết à? Ô, cái gì? Sao 30 lại chưa phải là Tết hả ông? Ôi, 30 rồi có đêm giao thừa, rồi mới sang mồng 1. Đấy mới là Tết chứ. À, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Thì giao thừa mới là Tết ông nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Thế ông ơi, ông trả tiền con để con còn sắm giao thừa. Ông biết rồi. Nhưng mà thế này, làm nốt việc này cho ông nhá, rồi ông trả một thẻ luôn, lũ ấy rất nhiều tiền mang về cho vợ ăn Tết được không? Làm nốt việc này. Ừ. Thì ông trả tiền luôn cả thẻ. Đúng rồi. Việc gì hả ông? Mày lên rừng ấy, mày chọn những cây đã chết mà cây già ấy, gốc nó to như này này, mày bổ lấy củi ra cho ông để về ông nấu bánh chưng. Ông đã nấu bánh chưng rồi á? Ừ. Ô, nhưng mà con kiếm cho ông một nửa nhà củi ở trong đấy, sao ông không đun? Ông lại bắt con lên rừng. Đâu, gọi con là thằng khờ cũng phải thôi. Cái nửa cái nhà củi kia ấy chỉ là củi dưới xuôi, không nấu bánh chưng được. Gốc cây trên rừng ấy nó già, nó chắc, nấu bánh chưng ấy nó mới rèn, mới ngon, mới thơm, hiểu chưa? Con tưởng chuyện gì, chứ kiếm củi trên rừng con chỉ đi một loáng là ông có mà đun hết bánh chưng luôn. Nhưng ông ơi, dao nhà ông mỏ hết. Nhưng mà ông ơi, sao? Dao nhà ông mẻ hết rồi. Mẻ hết rồi à? Vâng. Sao mà mẻ? Thì hôm trước con bổ củi đấy, nó mẻ rồi. Bây giờ cái dao đấy không kiếm được cái gốc cây to ở trên rừng đâu. À, ông biết rồi, ông biết rồi. Thế này nhá, nhà ông ấy có cái cuốc búa là mấy đời truyền lại, nó là gia bảo của nhà ông đấy. Cho nên ông gọi đó là cái cuốc bảo. Cuốc búa hả ông? Ừ. Thế con lên rừng con dùng cái cuốc búa đấy con đào. Đúng rồi. Vâng. Đào gốc cây này xong lấy củi về cho ông. Dạ vâng. Đứng đấy chờ ông. Ông vào ông lấy cuốc bảo nhá. Dạ dạ. Cuốc búa. Đây đây đây. Cuốc bảo đấy. Đây. Ê, con cầm lấy cuốc bảo đấy. Thấy chưa? Đây gọi là cuốc búa hả ông? Cuốc bảo. Sao lại gọi là cuốc bảo ạ? Đây là bảo bối của nhà ông, mấy đời để lại đấy, quý vô cùng. Cho nên mày lên rừng mày phải giữ trông cẩn thận cái này, nhớ chưa? Mất là chết đấy. Cái cuốc là đồ gia bảo. Đúng rồi. Thì gọi là cuốc bảo. Đúng rồi. Còn đây nữa, đây dạ. Nữa. Ấy, củ khoai. Ông cho con củ khoai à? Cầm lấy. Thế này, lúc lên rừng ấy, con bổ củi ấy, dạ. Con mệt, con đói thì ăn củ khoai này. Con cảm ơn ông. Đúng là ông thương con nhất. Chứ còn gì nữa, mày thấy ông thương mày chưa? Dạ. Ông ơi, thế con đi bổ củi xong, mang về đây, ông trả tiền cho con. Để con mang tiền về đưa cho vợ sắm đồ ăn đêm giao thừa ông nhá. Yên tâm. Thì con đi luôn, không thì lại muộn mất ông nhá. Đi. Con đi đây. Đóng cửa lại cho ông. Dạ vâng. Đúng là thằng khờ. Mày đúng là thằng quốc khờ.
Ô, mà Phú ông dặn mình là lấy củi to, lấy củi gốc cây về để đun bánh chưng. Sao mình lại đi nhặt củi nhỏ nhỉ? Đúng rồi, mất bao nhiêu công rồi. Mà muốn kiếm củi to thì phải lên tận đỉnh núi. Suốt từ sáng đến giờ. Phú ông tốt thật, còn cho mình củ khoai để đỡ đói. Ăn xong củ khoai này, mình sẽ lên đỉnh tìm gốc cây to nhất, kiếm củi và cho Phú ông. Củi to nấu bánh chưng ngon, Phú ông lại cho mình bánh chưng về để ăn Tết. Phú ông tốt thật. Công nhận cái quốc bảo của Phú ông sắc thật, bén thật, chặt nhẹ một cái được bố. Có củ khoai ấm bụng. Sao ăn khoai mà ngủ nhỉ? Đánh một giấc rồi lên rừng tìm gốc cây to lấy củi cho Phú ông. Ôm cái này thật chặt này. Mất của Phú ông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tự nhiên trời có sấm. Phen này Khờ ơi, cả đời mày phải hầu ông rồi. Quốc Bảo đâu rồi? Chết rồi, mất Quốc Bảo rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, làm sao bây giờ? Ông trời ơi, ai lấy mất Quốc Bảo của con rồi? Ai lấy Quốc Bảo đây? Ai lấy Quốc Bảo thì giả cho tôi đi. Ông Vũ ơi, mất Quốc Bảo rồi. Ông trời ơi, ông trời ơi, sao tôi lại khổ thế này? Sao ông trời còn hành con khổ thế này? Mất Quốc Bảo rồi, mất Quốc Bảo của Phú ông rồi. Bây giờ phải làm công cả đời để trả nợ. Thế thì vợ con sống như thế nào hả ông trời ơi? Ông trời ơi, Minh ơi, Minh ơi, Minh làm cái gì mà dại dột thế hả? Mình xuống đây với em đi Minh ơi. Minh ơi, mình có biết không, tôi làm mất Quốc Bảo của nhà ông Phú rồi. Bây giờ không tìm lại được, ông Phú bắt tôi phải làm công cả đời để trả nợ. Em biết rồi, em vừa đi qua nhà ông Phú em nghe được câu chuyện rồi. Minh ơi, có gì thì mình xuống đây mình nói chuyện với em rồi từ từ vợ chồng mình giải quyết. Mình đừng có nghĩ quẩn như thế. Không mình còn ơi. Cách nào đâu, không còn cách nào đâu, làm công cả đời thế thì tôi làm khổ mình khổ con thôi. Sống như thế thì còn sống làm gì, ta chết còn hơn. Mình ơi, mình ơi, còn người thì còn của. Bây giờ mình đi rồi thì mẹ con em biết bấu víu ở đâu. Mình ơi, mình nghe em, mình xuống đây với em rồi mình tìm cách mình giải quyết nhá. Mình ơi, tôi sống như thế tôi chỉ làm khổ mình khổ con thôi. Không còn cách nào khác đâu mình ạ. Mình cứ để tôi đi. Mình ơi, em sẽ nghĩ cách mà. Mình mất hết mọi thứ nhưng mà vẫn còn mẹ con em cơ mà. Mình xuống đây với em nào. Xuống đây với em. Từ từ đi nhá. Mình đừng ơi, trách tôi mình nhá. Em không trách mình đâu. Tôi sẽ ở với mình và con. Còn người thì con của. Bây giờ mất Quốc Bảo rồi thì vợ chồng mình sẽ tìm cái khác. Em sẽ nghĩ được cách mà. Mình yên tâm nhá. Mình đừng bao giờ bỏ mẹ con em đi nữa. Bây giờ mình đi rồi, mẹ con em biết bao nhiêu rồi. Tôi không đi nữa. À, chà, cái lạo ớt này ngon thật đấy. Ông ạ. Rồi. Mày làm cái gì mày vào lặng lẽ như mày định dọa ông à? Dạ bẩm ông, con đã đi lấy củi về rồi ạ. Ừ.
Dạ. Đấy, gửi về rồi à? Dạ. Gửi cất dưới bếp rồi à? Dạ, con đã cất vào trong bếp rồi. Ngoan à. Quá. Ừ, thế củ khoai ông đưa ăn hết chưa? Dạ, bẩm ông con ăn hết rồi. Tốt à. Quá. À, thế thì con xuống bếp. Ông để dưới đấy, con ăn tiếp đi nhá. Dạ. Xong rồi nghỉ ngơi, ngoan quá. Dạ, dạ, ông ơi. Cái gì? Con không ăn được ạ. Tại sao không ăn được? Dạ, bây giờ mà con xuống con ngồi ăn, con nuốt, con sợ con nghẹn ạ. À. Không lo. Ừ, con cầm theo cốc nước, nghẹn đâu con uống một cái là trôi luôn nhá. Dạ thưa ông, con sợ là nước cũng không trôi ạ. À. Tại sao nước cũng không trôi? Dạ, dạ bẩm ông. Ông ơi. Cái gì? Con xin ông tha cho con ạ. Không phải xin. Dạ. Ông biết rồi. Cứ xuống bếp ăn đi. Sau lên đây, ông đưa tiền mà mang về cho vợ con ăn Tết nhá. Dạ, ông ơi. Ông ơi. Cái gì? Ông ơi, con không dám nhận tiền công của ông trả đâu ạ. Kìa. Đứng dậy con. Dạ. Ông phải quỳ. Dạ. Ông đã bảo ông cho tiền công là ông cho tiền công. Mang về cùng vợ con ăn Tết nhé. Dạ thưa ông ơi, con xin ông tha thứ cho con, ông đại xá cho con làm mất cái quốc bảo của ông rồi ạ. Mày cứ đùa ông. Nào, cái quốc bảo của ông để đâu? Đưa đây, để ông cất vào chỗ này. Chỗ này là chỗ linh thiêng của dòng tộc nhà ông đấy. Dạ, ông ơi, con xin ông, con nói thật ạ. Chuyện hệ trọng như vậy làm sao con dám đùa hả ông? Con cuốc cái gốc cây xong, con thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy thì không biết đứa nào nó lấy mất cái quốc bảo. Con tìm cả rừng rồi mà không thấy ạ. À, ông ơi, ông tha thứ cho con, ông đại xá cho con xin ông ạ, à, con lấy ông ạ. À. Mày đùa hay mày thật? Dạ thưa ông, chuyện hệ trọng như vậy làm sao con dám đùa ạ? Mày có biết, cái quốc bảo đấy mà mất đi thì ông mang tiếng với dòng tộc thế nào không? Dạ con biết ạ, ông ơi. Ừ, cái quốc bảo đấy như là cái gốc của cái cây mà gốc đã mất. Thì ngọn làm sao? Dạ thưa ông, con biết lỗi của con rồi. Tội con nặng lắm mà, con xin ông đại xá. Ông ơi, ông tha tội cho con ạ. Rồi ơi. Này. Ông có thể tha tội cho mày. Dạ vâng ạ. Nhưng mà các cụ trong dòng họ của ông ấy không tha tội cho ông đâu. Mày giết ông rồi. Ông ơi, bây giờ có phải làm sao hả ông? Ông ơi. Ông thương mày như thế. Rồi ơi. Rồi ơi, bây giờ có phải làm sao hả ông ơi? Thế ông ý, ông bí khách. Thôi. Sao ạ? Bây giờ thế này. Ông sẽ nói với dòng họ của ông là ông vẫn giữ. Dạ. Chứ nếu không, biết mà mày làm mất cái quốc bảo của dòng họ nhà ông ấy, dòng họ nhà ông mà kiện mày ấy, thì mày này, vợ con nhà mày. Dạ. Rũ tù. Ôi, ông ơi, con xin ông ơi. Ừ. Con xin ông ơi. Ông thương thôi, bây giờ cứ xuống bếp đi. Dạ. Xuống bếp ăn khoai. Con đổi mệt ơn ông. Nghỉ nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. Con đổi ơn ông ạ. Ừ. Ôi, ơi. Ông thương. Ôi, cứ từ từ ơi. Mà đi, không ngã. Này, cái gì? Tôi phải công nhận cái mưu của ông cao thật đấy. Đáng nhẽ Tết nhất đến nơi, mình phải trả tiền công cho nó. Bây giờ đằng này, suốt đời suốt kiếp, mạt kiếp nhà nó, mình không phải trả một xu nào, đúng không nào? Đúng rồi. Không hiểu đến bao giờ nhà nó mới ngóc đầu được lên nhỉ? Này, tôi bảo này. Như vậy tôi làm một công là được 2-3 việc đấy. Thế có thưởng gì không? Nhỡm nào thì thế là giỏi thôi. Ơ kìa cậu Ấm, sao cậu cứ chặn đường con thế?
tao có chặn đường mày đâu. Tao có đi theo mày đâu. Tao đi theo cái nồi mày đang bê đi chứ. Cậu có làm sao không? Tao không làm sao cả. Tao hỏi này, cái nồi gì thế? Cậu đoán thử xem. Cá kho. Đúng rồi, cá kho đấy. Thơm. Cậu có thích ăn cá kho không? Có. Nhưng mà không được đâu. Cái nồi này ấy, là con mang ra để cho chồng con tẩm bổ rồi. Con xin phép cậu con đi nhá. Mày bán lại cho tao cái nồi cá kho này đi. Không bán được. Tại sao lại không bán được? Tại vì cái nồi cá kho này là tình cảm của con gửi gắm vào trong này cho chồng con. Mà quan trọng hơn ý, nồi này là nồi bảo của nhà con. Nồi bảo là nồi gì? Mà cái nồi cũng bảo được á? Bảo được chứ sao không? Bảo ngon là ngon, bảo không ngon là không ngon. Hay là mày bán cho tao cả cái nồi bảo ngon hay không ngon, mà ngon thì cũng vẫn là ngon, cả cá cho tao đi. Cậu không đủ tiền để mua đâu. Này, cậu đầy tiền, bán đi. Con không bán được đâu, nồi gia bảo nhà con đấy. Truyền từ bao nhiêu đời về đến đời nhà con phải giữ gìn chứ làm sao con bán được. Thế thì bao nhiêu tiền mày mới bán? Thôi được rồi, thế này nhá. Cậu thích ăn cá đúng không? Con chỉ đồng ý là bán cá ở trong nồi thôi. Thế bây giờ mày bán cái nồi này bao nhiêu tiền? Một... 5 hào. 5 hào à? Đây, ông có tiền đây. Ông chẳng biết bao nhiêu, ông cho mày hết. Con xin. Đây nha. Mà con dặn cậu một lần nữa này, cậu phải nhớ cho con nhá. Con chỉ bán cá ở trong nồi thôi. Còn cái nồi gia bảo nhà con là con nhất định không bán đâu. Cậu phải giữ thật cẩn thận cái nồi cho con. Khi nào ăn cá xong, nhớ trả nồi cho con đấy nhá. Được rồi, ăn xong cá cậu giả mày nồi. Đây. Ôi trời ơi. Thôi. Tôi bảo Tiên ơi, bỏ nồi ra bảo nhà mình rồi. Này, cậu bị bỏng mày không hỏi thăm, mày cứ đi khóc cái nồi làm cái gì? Cậu cũng không quan trọng mà cái nồi ra bảo nhà con. Ôi trời ơi. Bố làm nước ơi, cậu ấm làm vỡ nồi ra bảo nhà con. Cậu đền cái nồi ra bảo cho con đi. Nín. Con này, mày nín ngay. Cậu nói cho mày biết này, cái nồi gia bảo nhà mày nhá, một nồi chứ 10 nồi, thậm chí nhá 100 nồi cậu cũng đền cho mày nhá. Con nói cho cậu biết nhá, còn lâu cậu mới đền được cái nồi gia bảo của nhà con nhá. Cậu lên quan với con để cho con xử. Này, con kia, mày bỏ ngay cái tay ra khỏi người cậu ngay. Mày làm gì nó đấy hả? Bà hỏi cậu ấm xem, cậu ấm làm gì con? Thế con làm gì nó thế? Con có làm gì đâu, con đánh rơi cái nồi của nó. Không phải là cái nồi, đây là cái nồi bảo của nhà con. Này con kia, mày làm gì mày già mồm thế à? Ông thọc một phát ra mồm bây giờ như này. Đây là cái nồi gia bảo của nhà con. Ôi. Bảo ngon thì là ngon, mà không ngon là không ngon. Này, ông bảo cậu ấm đèn cho con đi. Ông nói cho mày biết, mày lừa ai? Mày lừa được ông à? Cái nồi này là nồi đất chứ nồi bảo à? Bảo cái gì? Nếu mà không đền được thì con sẽ kiện lên quan. Ôi giờ mày kiện ai? Đi kiện đi, kiện củ khoai nhá. Mày là kiện được ông à? Cậu ấm đi lên quan với con. Này, con không buông. Bao giờ cậu đền được cái nồi giá bảo thì con mới buông. Bỏ tay con trai tao ra. Các ngươi làm cái gì đấy hả? Dẹp đường cho quan đi. Ê, dạ bẩm quan lớn à, quan có tiếng ở vùng mình là
thanh liêm chính trực, xin quan đèn rời soi xét cho con à. Ôi dồi ôi, mình ơi, làm sao đấy? Có chuyện gì mà mình bị quan mắt thế này? Không, mình ơi, cậu ấm nằm vỡ cái nồi gia bảo của nhà mình rồi. Ôi quan ơi, ôi ôi, cái nồi gia bảo nhà con người ta làm vỡ rồi. Thế thì bây giờ vợ chồng con chết đói rồi, quan ơi. Ôi giời, vợ chồng đã mồm kìa. Làm gì có cái nồi nào là nồi gia bảo? Nồi đất. Dạ đây là nồi gia bảo của nhà con. Nồi đất. Dạ đúng rồi. Đây là nồi từ thời tổ tiên con để lại à. Dạ, bây giờ vỡ rồi. Quan ơi. Im. Nghe ta hỏi đây. Ai là người đã làm vỡ cái nồi của gia đình nhà người ta? Dạ bẩm quan, cậu ấm, nhà ông bà Phú Hộ làm vỡ cái nồi của nhà con ạ. Ấm sứt, có phải nhà ngươi làm vỡ cái nồi không? Dạ, có ạ. Xin quan soi xét cho con ạ. Ngu lắm con ạ. Dạ bẩm quan lớn, đúng là cu sức nhà con làm vỡ cái nồi đất này. Con xin được đền cái nồi đất này ạ. Dạ không đền được đâu ạ, bởi vì đây là cái nồi gia bảo của nhà con ạ. Này, im. Nhà chị kia, người ta đánh vỡ cái nồi, nay người ta muốn đền lại cái nồi, tại sao thị không đồng ý? Dạ con không đồng ý ạ, bởi vì đây là cái nồi gia bảo của nhà con, không đền được bằng cái nồi đất bình thường ạ. Dạ bẩm quan lớn, đây là cái nồi đất chứ không phải nồi gia bảo như con mụ này nói đâu ạ. Dạ vâng ạ. Đây là cái nồi gia bảo ạ. Nồi đất. Bảo ngon thì ngon, không ngon là không ngon. Nồi gia bảo ạ. Dạ bẩm quan lớn, đây là nồi đất. Vâng. Mà con mụ này thì nó cứ khăng khăng là nồi gia bảo. Vâng. Dạ bẩm quan, con khẳng định với quan, đây là cái nồi gia bảo của nhà con ạ. Đây là nồi đất, mà nồi đất nào chả là nồi đất. Đúng rồi. Ông Phú nói thế mà được à? Thế còn cái cuốc của nhà ông Phú thì sao? Mấy năm trước ông Phú có nhớ không? Sao ông Phú cứ khăng khăng bảo đấy là cái cuốc bảo của nhà ông Phú? Cái cuốc bảo của ông để đâu? Đưa đây, để ông cất vào chỗ này. Chỗ này là chỗ linh thiêng của dòng tộc nhà ông đấy nha. Ông ơi, con xin ông, con nói thật ạ. Chuyện hệ trọng như vậy làm sao con dám đùa hả ông? Con cuốc cái gốc cây xong, con thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy thì không biết đứa nào nó lấy mất cái cuốc bảo. Con tìm cả rừng rồi mà không thấy ạ. Ông ơi, ông tha thứ cho con, ông đại xá cho con xin ông ạ, con lạy ông ạ. Mày đùa hay mày thật? Dạ thưa ông, chuyện hệ trọng như vậy làm sao con dám đùa à? Mày có biết cái quốc bảo đấy mà mất đi thì ông mang tiếng với dòng tộc thế nào không? Dạ con biết ạ. Ông ơi, cái quốc bảo đấy như là cái gốc của cái cây mà gốc đã mất thì ngọn làm sao? Dạ thưa ông, con biết lỗi của con rồi. Tội con nặng lắm mà, con xin ông đại xá. Ông ơi, ông tha tội cho con ạ. Rồi ơi. Này. Ông có thể tha tội cho mày. Dạ vâng ạ. Nhưng mà các cụ trong dòng họ của ông ấy không tha tội cho ông đâu. Mày giết ông rồi. Ông ơi, bây giờ có phải làm sao hả ông? Ông, ông ơi. Thương mày như thế. Rồi ơi. Ơi, bây giờ có phải làm sao hả ông ơi? Thế ông ý cách. Thôi. Sao ạ? Bây giờ thế này. Ông sẽ nói với dòng họ của ông là ông vẫn giữ. Dạ. Chứ nếu không, biết mà mày làm mất cái quốc bảo của dòng họ nhà ông ấy. Dòng họ nhà ông mà kiện mày ấy, thì mày này, vợ con nhà mày rũ tù. Ông ơi, con xin ông. Ông ơi. Dạ. Con xin ông. Ông thương thôi. Bây giờ cứ xuống bếp đi. Dạ. Xuống bếp ăn khoai. Con đổi mệt ơn thì ông. Nghỉ nhá. Dạ vâng ạ. Con đổi ơn ông ạ. Trời ơi. Ông thương. Ôi cứ từ từ ơi. Mà đi, không ngã. Dạ bẩm quan ạ. Quan đã nghe hết chuyện rồi đấy ạ. Xin quan đền rời soi xét ạ. Dạ. Ta hiểu rồi. Phú Hộ. Dạ. Có đúng không? Bẩm quan lớn. Đúng ạ. Xin quan lớn đèn rời soi xét cái nồi bảo này với cả cái cuốc bảo xin được xử hòa. Được ạ. Được ạ. Được cái gì mà được. Dạ. Dạ bẩm quan lớn ạ.
Thôi thì Quốc bảo với nổi bảo nhà con thì con xử hòa. Thế nhưng mà con chỉ xin quan là cho cậu ấm nhà ông bà phú hộ sang nhà con làm không công, cũng như là nhà con làm không công cho ông bà phú hộ mấy năm vừa qua. Con cũng làm đâu. Dạ bẩm quan lớn, đúng là có chuyện cậu Khờ ở đây làm không công cho nhà con mấy năm. Bây giờ con xin được trả đầy đủ tất cả những tiền công đấy mấy năm cho cậu Khờ ạ. Thị kia. Dạ. Có đồng ý không? Dạ, con xử hay lắm ạ, đúng lắm ạ. Nhà con đồng ý ạ. Con đội ơn quan ạ. Dạ đội ơn quan ạ. Chuyện y án. Dạ, dạ. Con đội ơn quan ạ. Chào quan lớn ạ. Lính lệ. Dạ. Tiếp tục kinh lý. Vợ chồng nhà mày cứ nhớ mặt ông liệu đấy. Dạ. Đội ơn ông Phú ạ. Ông bà Phú về ạ. Mình ơi, cảm ơn cái niêu bảo của mình. Vậy là từ giờ mình không phải làm không công cho nhà ông Phú nữa rồi. Tết này vợ chồng chúng mình ấm no rồi. Bà cứ bình tĩnh để tôi giải thích thế nào. Ông giải thích. Ông có gì để giải thích hả? Là bây giờ ông nói đi. Tôi chưa không để ông nói đấy. Nhanh lên. Ông đừng để tôi lên cơn điên. Thế bà cho tôi ngồi xuống để tôi nói. Rồi, chả là thế này. Các cụ ở trong đình ấy đang nói xấu phụ nữ. Hả? Nói xấu ai? Nói xấu phụ nữ là ai? Đấy là phụ nữ ở trong làng ta ấy. Tôi đã bảo không, đấy là ai chứ, vợ tôi là không xấu được, vợ tôi đẹp lắm, vợ tôi là thắt đáy lưng ông này, công dung ngôn hạnh này. Thế các cụ bảo là ôi trời ơi, vợ ông có mà thắt cổ lưng gì đáy lưng voi ông cái gì mà công gì, công dung ngô hạnh có mà sư tử Hà Đông. Không, thì tôi bảo là không, vợ tôi như thế mà. Thì các cụ lại bảo vợ ông à, không thể bằng cái con hến ở trong làng được. Tôi mà không bằng cái con hến nhé. Không, hả? Đấy là các cụ ấy nói. Các cụ ấy bảo là cái con hến ấy, người nó đẹp lắm, nó thắt đáy lưng ông này. Thế rồi là nó lại còn lẳng lơ nữa. Thế thì tôi bảo, thế thì phải để tôi đi thử xem. Hả? Thế là bây giờ cháy nhà ra mặt chuột nhá. Thế là ông vẽ ván con hến đúng không? Ông ra ông tầm tem nó đúng không? Để nó chửi ra mặt cho đúng không? Ê, bà ơi. Con nói ông nhà mình thực ra là chưa sờ vào người con hến đâu. Ông nhà mình mới chỉ sờ vào cái lưng áo của nó thôi. Thì nó mới bù loa lên. Mà bà biết đấy, ở trên đời là không có ai ăn không ăn hỏng của ai cả. Con hến này nó chưa thấy tiền đâu mà ông sờ vào người nó mới bù loa lên đấy chứ ạ. Đấy, thế là cái máu dê ở trong ông nó trỗi dậy rồi đấy đúng không? Hả? À, ông môi dao chắc chấu vào mặt ông tôi như thế à? Tôi truyền hồn báo danh cho ông biết nhá. Từ bây giờ nhá, là ông không đi đâu hết, cả Tết này ông ở trong nhà cho tôi nhá. Nhá, ông đừng để tôi tăng sông, ông đừng để tôi lên cơn điên nhá, mà tôi... Bà ơi, sao bà không cho tôi ra ngoài được? Tết mà bà không cho tôi đi thì... tôi còn thu Tết làm sao được. Đấy không phải việc của ông. Đã có tôi với lại thằng nô rồi. Nhưng mà cả năm có một cái Tết để mình đi thu. Thế mà bây giờ ở nhà thì thu vào đâu được. Thôi được rồi. Thằng nô. Dạ.
truyền hồn báo danh cho mày biết nhá. Tết này mà ông đi thu nhá, mày phải hộ tống ông đi đến nơi về đến chốn, thu xong về luôn cấm tạt ngang tạt ngửa nhá. Bà mà biết mày để ông tạt ngang tạt ngửa thì bà tao cắt luôn nhá. Mày nghe rõ chưa? Mà mày đi bơ nhá, tao thả mày xuống sông luôn đấy. Ê mà bà ơi, con có trách nhiệm hầu hạ ông, nhưng làm sao con kiểm soát được hành động của ông mà bà? Mày phải kiểm soát được nhá. Thêm một lần nữa mà mày để bà xấu hổ nhá, mày để ông bôi do chất chấu vào mặt bà nhá, tao thì à, tao đóng vợ mày, tao thả cho mày trôi sông luôn đấy nhá. Tôi mệt quá rồi, không thể ngồi đây để nói chuyện với ông được nữa rồi. Mà đến đốn. Ôi ông ơi, tình hình này chắc là con ở vậy không dám lấy vợ đâu ạ. Cái gì? Sao lại không lấy vợ? Nhà phải có nóc chứ. Cái gì đây? Nóc nào? Không. Tôi đang dạy cái thằng nô này là nhà này là bà là cái nóc nhà, cho nên phải nghe theo bà. Mày rõ chưa? Dạ. Làm cái nào rồi? Đứng lại! Ông có mạnh không? Cấp à? Quá, em chọn lấy tiền của vợ em. Thế mà nó đánh em sưng cả mồm như này. Ôi giời ơi, sưng hết cả mặt mũi. Bà nghĩ cách nào bà cứu em với. Ông chạy đi đâu? Ông chạy đi đâu? Đâu rồi, ông đứng lại không? Này, cô, cái chuyện gì thế cô? Bác ơi, em hỏi bác nhá. Bác có nhìn thấy lão chồng nhà em chạy qua đây không hả bác? Lão ấy chạy hướng nào hả bác? Không có thấy chú ấy đâu. Thế nhưng mà có chuyện gì thế? Ôi giời bác ơi, em khổ lắm bác ơi. Hai vợ chồng tiết kiệm được một chút tiền để mà Tết, lấy tiền tiêu Tết. Thế mà lão chồng nhà em nhá, nó lại dám lấy hết tiền để mà đi nhậu nhẹt uống rượu bác ạ. Ôi, điên quá, thế em điên quá. Lấy hết tiền Tết của vợ để đi nhậu à? Vâng. Ôi giời ơi, thế thì đánh cho chết. Đúng rồi ạ. Cứ đánh cho chết cho nó rửa cái gì. Đâu cái con. Thế nhưng mà dạ? Tôi nói thật nhá, nói thế thôi chứ đàn bà ấy mà cái đòn gánh này để gánh vác ở trên vai, chứ đem đi đánh chồng ở ngoài đường ngoài chợ như thế thì người ta cười chết. Em cũng biết chứ. Nhưng mà em điên lắm, em phải đánh nó mới chừa bác ạ. Thôi có gì ấy thì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau, chứ làm mầm mỹ này thì không hay đâu nhá. Thế em hỏi thật, bác có nhìn thấy lão chồng em chạy qua đây không ạ? Nhìn thì tôi không nhìn thấy chú ấy. Ôi. Nhưng mà tôi thấy có người nhảy xuống dưới sông này. Đúng rồi. Không biết có phải là chú ấy không? Có người nhảy xuống dưới sông? Ừ. Ôi, chồng em đây. Mình ơi. Thế là chú ấy à? Cười cái gì? Cười gì? Ông dọa có một tí đã sợ hết cả bà rồi. Ê, điều đó chứng tỏ là vẫn còn thương chồng lắm. Ừ này, thôi tôi nói thật với cô nhé, thương chồng như vậy thì vợ chồng có gì thì về đóng cửa bảo nhau, chứ đừng làm ở Mỹ ở làng xóm này thì người ta cười cho nhá. Thì em cũng biết là như thế. Ừ. Nhưng mà em phải đánh nó mới chừa được bác ạ. Thôi tôi đã khuyên như thế rồi, nhưng mà bây giờ tôi nói thật nhá, tôi nói đùa thế thôi, chứ không phải chú nhảy xuống sông đâu. Nhưng mà bây giờ tôi nói thật thì cô phải hứa với tôi nhá, là không được đánh chú nhá. Thì bác cứ nói đi. Như cô hứa đi. Thì em hứa. Ừ được rồi, hứa thì bây giờ tôi nói thật nhá, chú ấy là chú chạy theo hướng này này. Đấy. Nhớ là gặp chú ấy là phải nhẹ nhàng nhá. Thế là lão chồng nhà em chạy hướng này gì à? Rồi nhá. Chạy hướng đấy đúng không? Quả này nhá, em bắt được nhá, em đánh cho như tử. Ông này. Ôi trời ơi, vừa mới hứa xong lại thế à? Đúng là đàn bà, không tin được đàn bà hứa đấy.
không thể tin được bác ạ. Vừa mới hứa xong tí nó gặp nó đánh ngay. Thế nhưng mà bây giờ tôi hỏi thật chú nhé, thế chú làm sao mà để nó vác đòn gánh nó đuổi nó đánh thế? Khổ quá, em có làm cái gì đâu. Chẳng quá em ăn trộm ít tiền để mời cụ Lý đi ả đào. Thì hôm đấy là cũng rượu vào vui quá, cho nên là em cũng cho cụ vui, cho nên là em cho hết, không cầm đồng nào về, thì nó mới điên, nó mới đánh em. Cái tội đấy nó đánh là phải rồi. Bác thử nghĩ chứ, mình đường đường nó đứng nam như thế này, ra đường là nhìn ối người sợ, về nhà là kẻ hổ người hạ đủ cả, thế mà hở một tí nó đánh thôi. Như tử ở cái làng này ấy, em có lẽ là người đen đủ nhất thì lấy phải con hổ bồ. Thì tưởng thế nào chứ, giống ông con ở nhà, ông con cũng bị vợ đánh suốt. Người láo lắm, còn đánh cho người vỡ mõm ấy. Thì bác ơi, ở nhà là bác là cũng giống như em. Giống là giống thế nào, tôi đường đường là một trọc phú, vợ tôi vớ vẩn tôi đập chết chứ gì. Nhưng tôi nói cho chú biết nhá, vợ tôi mà giống như vợ chú rồi nha, tôi đánh chết. Vâng. Ôi trời ơi, ông thật là có chí khí. Chí khí chứ còn gì nữa. Thì em hỏi thật, bác có cái cách nào trị vợ thì bác bảo với em với, chứ em khổ lắm rồi. Tôi nói thật với chú nhá, vợ thì nó cũng dăm bảy đường vợ, nhưng mà mình phải hiểu được vợ như thế nào chứ. Vợ của chú khác, vợ của tôi khác nhá. Cái điều quan trọng là ta phải tìm được tận gốc, hái được tận ngọn. Tức là như đó là như thế nào ạ? Giống như là trồng cây ấy. Giống như là chăm sóc cái cây bonsai ấy. Thì là mình muốn cong thì mình sẽ uốn thành cong, mà mình cho nó thẳng thì cho nó thẳng. Không, nhưng vợ em lại muốn nó phải vẹo. Vẹo? Vẹo gì? Vẹo thì chú vặn nó lại. Vặn lại. Ông ơi, thế thì con hiểu rồi đấy. Chị vợ là vặn vẹo đúng không? Mày ít cái mồm. Chú đã hiểu chưa? Em chưa. Thôi, bây giờ thế này. Để hiểu sâu hơn thì em mời bác về nhà em, chúng ta làm bữa rượu. Rồi em từ từ em sẽ hiểu. Được không ạ? Vâng. Đi em về. Chú. Dạ. Sao ạ? Này, nhưng mà vừa rồi ấy, tôi thấy vợ chú cầm cái đòn gánh, bây giờ tôi với chú về liệu có ổn không? Không, không ổn đâu. Không ổn thì về đây chết à? À mà ổn á? Bởi vì em đi cùng với bác cơ mà. Mà uy của bác như thế này, chắc chắn vợ em nó phải nể mặt, nó phải sợ chứ, đúng không ạ? Có lý. Bác, đi luôn bác. Ông ơi, hả? Thế thì ông con mình lại có cỗ à không? Lại có. Đi ông. Đây, mời bác ngồi. Ui dồi. Trời ơi, vẫn đau thế à? Vợ em ra đòn nặng quá. Ông lau máu kìa. Do rót nước ra đi. Dạ. Ôi thì... Thế mà sao chưa thấy cố bàn gì nhỉ? Em nghĩ là cái tình hình này có thể hôm khác quá. Chứ em đau lắm. Mà bây giờ mồm mép em như thế này, uống nó cũng khó. Mà em cũng không biết là tí nữa vợ em nó về, có khi nó lại lanh tanh bảnh hết, nó lại tẩn em tiếp. Chú buồn cười. Chú mời tôi về đây để ăn cỗ, để uống rượu, để tôi bày cho chú cách đối phó với vợ chú. Thế mà chú lại bảo là thôi, thế có nói chuyện gì? Ông ơi, chắc là tiệc bữa cỗ đấy. Có thể như thế đấy. Chú tiếc tôi bữa cỗ chứ gì? Không, rồi ăn uống với em với bác thì em tiếc cái gì đâu. Nhưng mà cái tâm trạng của em bây giờ nó bất an, nó hồi hộp, nó lo lắng, nó sợ sệt với bác ạ. Chính vì thế mà
em nghĩ ăn nó cũng không ngon. Thôi được rồi, thế bây giờ thế này nhá. Chú cứ đem rượu ra đây. À vâng, rồi, rượu. Rượu thì nhà em lúc nào cũng sẵn. Nó. Dạ. Tôi vào bảo con Sen mang cho ông chai rượu ra đây. Dạ, ông để đâu ạ? Bảo nó biết, ở dưới gầm giường. Dạ, dạ, vâng ạ. Bác. Bác phải nghĩ cách cho em. Chứ em sống cũng không bằng chết như thế này. Khổ tâm lắm. Thì đúng rồi. Hôm nay là tôi sẽ bày cho chú một cái cách rất hay để chú có thể trị được vợ chú. Được thế thì còn gì bằng. Chứ sao bác... Tôi là có nhiều kinh nghiệm lắm. Có gì thì bác cứ dạy bảo luôn đi ạ. Dạy bảo làm sao được. Rượu vào thì nhời nó mới ra được. Em hiểu rồi. Chứ có rượu sao mà nhời nó ra được nhá. Đồ. Đây 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 à, rượu đây. Đồ thế. À, dạ. Ra rượu đi đã. Ra rượu đi đã. Rượu vào thì mọi chuyện. Ui thơm lắm ông ạ. Rượu nhà ông đúng là rượu ngon đấy. Ngon cũng không đến lượt mày. Ra rượu nhanh lên. Đây ạ. Dạ đây. Thôi em mệt thì mệt cũng phải kính bác một ly. À, bây giờ tôi nói cho chú biết nha. Cái chung quy các bà ấy ghét chúng ta là chỉ vì cái chuyện chúng ta cứ hay đi tỏn tém. Chú hiểu không? Cho nên là bây giờ là chúng ta phải hết sức cảnh giác cái việc đấy. Đừng để cho các bà ấy biết thì đánh mình là phải thôi. Ôi, em nói thật với bác. Khi tỏm tem đấy là nó ăn vào máu em rồi. Không thể nào bỏ được. Bây giờ bác bảo ăn vung mà lại biết chùi mép thì lại tài quá. Em không để ý cái chuyện đấy đâu. Cho nên là cái cách đấy thì em thấy là không ổn. Thì đấy, càng cái tội là ăn vụng không biết chùi mép. Cho nên nó mới đấm cho vào mép sưng bếu lên kia kìa. Chú thấy chưa? Cách đấy em nghĩ em không làm được. Bác xem bác có cái cách nào khác không? Thế cái cách đấy chú không làm được cái gì à? Em không... À thôi được rồi, bây giờ tôi mách cho chú một cách này thứ hai. Cách gì? Là uống rượu thật say vào. Nha. Nó say vào là nó máu mình nó bốc lên là mình có thể mình đánh lại nó được. Mới lại nó có đánh mình thì mình cũng không đau. Nhớ không? Cách đấy có hay không? Không được đâu. Ôi, ôi. Em nói cho bác nghe. Bình thường ấy, là em nhìn một vợ là em đã sợ lắm rồi. Bây giờ bác bảo em uống rượu say vào. Em nhìn thành hai vợ thì cái nỗi sợ của em nó còn dâng lên gấp đôi. Em không thể chịu được đâu. Chú đúng không? Khó nhỉ. Vâng. À, thôi được rồi. Bây giờ tôi có cách này hay lắm. Nhất định chú sẽ trị được vợ chú. Cách gì bác nói nhanh lên. Ờ, đây thế này nhá. Vâng. Kế hay, kế hay. Kế hay thì phải rượu ra chứ gì. À vâng. Chắc chắn là sẽ phải có một mâm cỗ. Nô, vào bảo gia nhân mang cỗ lên đây. Dạ. Rượu quá ngon. Vâng, em phải ngon. Thằng kia. Rót rượu. Ông ơi. Hết rượu rồi. Hết rồi. Sao lại hết rượu? Ông, sao lại hết rượu? Từ uống thế rồi bác ạ. Bốn bầu rồi. Bác phải để cho em tỉnh táo. Để tí nữa em còn làm theo những cái gì mà bác vừa mới chỉ bảo chứ. Bốn bầu gì à? Vâng. Rượu là ngon đấy nhá. Hôm nào mang cho tôi một hũ nhé. Một hũ gì ạ? Ôi, hôm nào bác sang đây uống thì em lại uống với bác hai hũ. Lo cái gì rượu nhà em có mà đầy. Chú nhớ nhá.
Cái gì đấy? Hả? Vợ em nó về. Hả? Ôi trời ơi, chú vợ về làm sao mà phải sợ thế? Lần nào vợ em nó về, nó nhìn thấy em uống rượu là nó cũng tẩn em tơi bởi hoa lá. Không sợ nhá, hôm nay có tôi ở đây rồi là chú không sợ. Hiểu chưa? Cứ đứng lên này, cứ làm theo ý tôi đi. Phải rồi, có bác ở đây thì tại sao phải sợ? Chứ sợ. Không có sợ nha. Rồi ơi, cái ông này, bây giờ ông còn lôi người về nhà để bà nhậu nhẹt uống rượu như thế này hả? Mày nói ai? Nhà nào? Tao đang ngồi ở quán. Quán nào? Đây là ở nhà chứ quán nào? Ông đứng dậy ngay cho tôi. Bỏ tay ra. Cái con Đào này, ai gọi nó đến đây? Ôi trời. Thằng Lô mày gọi đến đây à? Con Đào nào? Đuổi ra ngoài cho tao. Con Đào nào? Tôi là vợ của ông cơ mà. Này, nhá. Vợ nào? Ôi trời. Vợ nào? Hả? Không có vợ. Ôi trời ơi. Ông đẩy tôi đi nhớ cái ông đấy. Này, tao đã có vợ rồi. Mày bỏ tay ra. Đúng rồi. Mày đừng có quyến rũ tao. Tao ghét nhất là đàn ông có cái thói trăng hoa, nhớ chưa? Tao cũng không có tiền để cho mày đâu. Mày cút ra ngoài cho tao. Để cho tao được uống rượu. Đấy, có thấy chưa? Bỏ tay ra, đừng có gần tao làm gì. Có thấy là chú yêu cô, yêu vợ, hướng vợ đến như thế nào chưa? Chỉ có vợ thôi, nhất vợ nhì giời. Dạ. Thế mà cứ đánh chú như thế nào? Trời ơi, em có biết đâu là chồng em yêu em như thế. Ôi Minh ơi. Cứ bỏ tay ra, Minh. Em là vợ của mình mà. Mình ra. Đã bảo là bỏ ra thì mà buồn cười thế nhỉ? Thôi bác ơi. Em dìu chồng em ở bên trong á nhá. Say quá nhỉ. Dạ. Ừ mà say là thật lắm. Thế cho chú đi nghỉ đi. Nha. Mình. Một cười. Người say là người này, thật. Đây là lần cô là bám vào tôi đấy nhá. Không em vợ của mình mà. Trời ơi yêu mình quá. Mày thấy chưa? Mày thấy kế của ông mày giỏi chưa? Mà bây giờ hết rượu rồi còn ngồi làm cái gì? Hết rượu rồi ông ạ. Sao? Con bảo ông này, trong cái khó nhiều khi lại ló cái khôn. Cái cách này của ông thông minh thật đấy. Chứ sao nữa. Ông này. Nhưng mà thôi. Sắp tối rồi. Ông về đây nhỉ. Trời sắp tối rồi ông ơi. Thôi đi về sớm đi. Ông bà lại tẩn chết. Mà bà có tẩn ông đâu. Toàn tẩn con đấy. Đây. Đằng này. Không tẩn mày đi tẩn ai. Chẳng nhất tẩn ông này. Ông sao mà tẩn ông. Đây, ông đi cẩn thận nhá. Đây, ông đưa tay cho con. Ông ơi, tự nhiên mày được bữa cỗ ngon nhỉ ông nhỉ? Phải nói là cỗ này của nó ngon đấy. Đây này, ông ngồi đây. Cái điều thú vị là hôm nay ông học được nhiều điều. cái thằng chú em thế mà khá đấy. Dạ, con để múc ông ở đây nhé. Ông ơi. Ông. Cái gì đây? Hôm nay con chót uống mấy ngụm rượu. Ông cho con ngồi nhá, chứ con đứng đây con mệt lắm. Trời láo nhỉ. Nhưng mà ai cho phép mày để uống như thế? Nhưng mà thôi được, mày ngồi xuống đây ông bảo. Ê dạ. Lần sau ấy nhá, không được uống ngụm trộm kiểu ấy nhá. Không người ta cười vào mặt ông là không biết dạy tôi tớ trong nhà. Thì ông thấy đấy. Hôm nay là cỗ bản ê chề ra, con có được miếng nào đâu, chỉ dám uống vài ngụm rượu nho nhỏ thôi. Mà tao nói cho mày biết nhá, mày không được uống rượu như thế. Uống thế mày say thì ai đưa ông về hả? Ôi, ông ơi, ông nói to thế. Muộn rồi, bà mà nghe thấy bà ra bà đánh chết. Tao đấy sợ nhá. Bây giờ tao là cái nóc nhà này rồi. Tao là chủ cái nhà này rồi. Hôm nay là tao học được nhiều điều. Bây giờ tao khác rồi. Tao rất sợ.
Ôi ông ơi, ông ấy còn lại ông tỉnh cho con nhờ. Ông uống rượu từ chiều đến giờ mà sao ông vẫn chưa tỉnh thế hả ông? Thì tao đã say đâu mà tỉnh. Rồi ôi, mọi khi về ông say sưa thế này, bà toàn đánh con chứ có đánh ông đâu. Con toàn là người chịu đòn thôi. Đúng là các cụ nói nó có sai. Châu bò đánh nhau, ruồi mũi chết. Láo nào, mày bảo ai là châu ai là bò? Dạ, con không dám. Bây giờ đi vào lôi cổ bà ra đây, lấy nước rửa chân cho ông. Đi đi. Dạ. Láo nào, bây giờ đến Hương mới chọc mắt được một tí rồi. Ôi, tôi đã bảo rồi. Gì đây? Tôi đã chuyển hồn báo danh cho ông là ông có đi thu nợ, thu nần gì xong một cái thì ông phải về nhà luôn cơ mà. Hả? Vẫn lại nhậu nhẹt say sưa bí tỉ như thế này à? Hả? Tại sao tôi nói mãi mà ông không hiểu thế hả? Mà cái thằng nô đâu? Ta đã bảo mày là đưa ông đi đến nơi về đến chỗ rồi mà mày vẫn để ông nhậu nhẹt như này à? Bà nhá, bà thì bà thả trôi sông mày nhá, cái thằng nô nhá. Cái con này láo nhỉ? Buông tao ra. Ông bảo là ai lão? Ông bảo ai lão? Cái con này mày buông tao ra. Cái lão này, tao là người có vợ rồi nhá. Vợ tao là đẹp nhất cái vùng này. Nó ngoan ngoãn, nó hiền lành, chứ vớ vẩn như chúng mày. Này, tao nói cho mày biết nhá. Vợ tao là nhất luôn. Cái gì ấy? Bình thường thì chẳng cứ nói như thế. Bây giờ phải mượn rượu vào thì mới nói được những lời này với người ta à? Ừ, thì những người uống rượu là người ta nói thật. Ừ. Đi vào đi nghỉ nào. Người gì cái gì? Sao tao lại nghỉ với mày nhỉ? Tao phải nghỉ với vợ tao chứ. Rồi, vợ đây rồi. Nào, thì đi vào đi nghỉ nào. Vào đi nghỉ hả? Thế à? Ôi thế này là hóa ra là hến này. Thế mà anh cứ tưởng là... Hến nào? Hến nào? Ông giỏi nhờ. Hóa ra là ông vẫn tư tưởng đến con hến đúng không? Nó chửi vào mặt cho trước ra bàn dân thiên hạ rồi mà ông vẫn chưa chừa. Ông vẫn sẽ tù hến nào? Ba tình thiên hạ! Dạ, bẩm bà cho gọi con có việc gì đấy ạ? Mày có tin là bà vả cho một cái rồi con mày vỡ mồm không? Cái giọng con nó thế. Nào cũng bẩm bà, thưa bẩm, giọng cũng nhịch ra. Dạ. Thế từ sáng giờ mày làm được việc gì rồi? Ô, thì con đi đòi nợ cho bà sai con đi. Từ sáng đến giờ con làm chưa hết việc, bà quên hết rồi. Thế đã đòi được chưa? Dạ chưa. Tại sao chưa? Dạ bà biết đấy, năm nay dân làng đói kém, mất mùa, rồi lại thiên tai lũ lụt, nhà nào cũng không có tiền. Tiền sừ cái lũ đi. Mỏng cứ xen xét. Thế nó hẹn khi nào nó trả? Dạ tất cả mọi người đều bảo là ra riêng ạ. Đấy. Thế sao lúc vay chúng nó không bảo là ra riêng nó vay đi nhỉ? Đứa nào cũng bảo là cho con vay nóng rồi con trả bà ngay. Đấy, thế bây giờ đứa nào cũng bảo ra riêng thì con, xử cái lỗ. Con đi. Thấy mọi người vẫn trả cho bà đấy thôi. Trả đấy là trả tiền gốc. Thế còn tiền lãi của bà đâu? Ôi dồi, lãi bà lấy cao thế. Gấp 3-4 lần như thế thì dân làng lấy đâu tiền ra để trả cho bà? Im mồm. Nhá. Tiền của bà không phải là đem phục vụ thiên hạ nhá. Tiền của bà phải đẻ ra tiền. Hiểu chưa? Dạ. Đấy không phải việc của mày. Dạ. Thế ông đâu? Ô, bà với ông lúc nào cũng kè kè đi với nhau. Làm sao con biết ông ở đâu ạ? Làm sao mà lại chó sủa inh ỏi như thế? Đi ra xem ai nào. Ai nhỉ? Dạ, thế để con ra xem ạ. Chó. Chó. Bà lại vả cho cái vỡ mồm. Thế đứa nào đấy? Dạ, bùm bà.
cứ tưởng ai hóa ra người nhà ông chính là cô Mận, cô út của ông đấy ạ. Sang đây để làm cái gì chứ không biết. Mày có biết không, Tết nhất rồi, Sang lại định xin tiền bà đấy mà. Điên lắm cơ. Thế mày thấy không, mày thấy thương bà không? Cả cái họ bên đằng ông mày á, chả tích sự gì. Một thân bà đây cứ phải lo từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ gốc đến ngọn, từ ngọn đến gốc, từ với bà ơi, còn từ đâu đến đâu nữa không ạ? Từ đến mày đấy. Ồ, bà nói thế nào, con được về đây là hầu ông bà chứ con có phải là ăn không ngồi rồi đâu, mà bà lại bảo cứ như con là người nhà của ông ấy. Tôi lắm chuyện. Thế bà ơi, thế có cho vào không ạ? Thế chả cho vào thì đuổi về à? Đuổi về để mang tiếng bà. Dạ. Cho vào. Cho vào nhé. Cô Mận ơi, mời cô vào. Cô Út săn chơi ấy à? Dạ, em chào bác cả. Thế thì ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Lâu lắm mới gặp cô Út đấy. Không biết dạo này là các bác có khỏe không ạ? Ôi trời ơi, yếu lắm, chán lắm, khỏe mạnh gì đâu. Đấy, Tết nhất đến nơi rồi, hôm đau đầu lắm, khổ lắm. Khổ ấy ạ? Nhưng mà em thấy cả làng đều nợ gia đình nhà bác mà. Thì đấy, ai nhìn vào cũng bảo thế, cũng thấy thế. Nhưng mà có biết đâu, tôi cũng phải đi vay từ bên trên xuống mới có tiền, xong tôi lại đi cho mọi người vay lại. Đấy, thế nhưng cuối cùng là mọi người vay có ai trả đâu. Đòi khắp xóm, khắp thôn, chả ai trả cho đồng nào. Thế là cái thân tôi lại phải đi khất bên trên. Mà đấy, cô biết đấy, cái giống nó đi khất nợ ra thì nó khổ, cứ khổ chấn đời ra. Dạ. Cái thân này ở giữa ai biết đi đâu, khổ lắm. Vâng, em cũng biết là như thế, khổ bác cả gái quá. Đấy. Dạ đây. Dạ, nhà em có nải chuối, nhà em có bắt em mang sang đây để biếu hai bác đấy. Mong hai bác nhận giúp em nhá. Cứu cái chuối này bắt. Dạ. Thôi, mang về đi nhá. Này, nhà này có ai ăn chuối đâu, không ai ăn đâu. Chuối lắm, mang không, về. Mang về đi. Nhưng mà chuối ngon lắm, mà chuối chín cây đấy ạ. Nhà em bắt em mang sang đây mà. Ồ, cô đã bảo rồi, chín cũng không ăn nhá, tôi mang về. Thế nếu như mà hai bác không ăn thì để cho thầy ăn cũng được ạ. Thầy bảo là thầy thích ăn chuối lắm. Khổ ghê lắm. Cô là gái út của thầy mà cô chả hiểu thầy gì cả. Thầy có thích ăn chuối đâu. Rồi à, tôi cứ mang về đi nhá. Ấy, mà nói đến thầy. Dạ. Giờ cô sang đây á, tiện luôn tôi cũng kể. Không tiếng lắm. Bài cái đồng bạc nó mang tiếng lắm, cất đi cất đi. Không, bác ơi, bác cứ nhận đi ạ, đây là tấm lòng của vợ chồng em. Đã bảo rồi, cất đi, không tôi mang tiếng lắm. Rồi mọi người lại bảo là, đấy, nuôi thầy có ở tí mà phải đòi đóng góp. Không bác ơi, bác phải nhận thì vợ chồng em mới yên lòng được. Chứ em thế em không nói cho ai biết đâu. Thôi, thế thôi nhé, tôi là tôi nể cô lắm đấy nhá. Là thương cô Út lắm nên tôi mới nhận đấy nhá. Vâng ạ. Nhớ, tuyệt đối là không nói cho ai, kể cả là thầy. Thế chưa? Vâng ạ, kể cả thầy, kể cả bác cả, em cũng đều không nói ạ. Thế tiền nuôi lợn à? Dạ. Nuôi lợn khá nhỉ. Dạ, bác cả gái ơi, thầy đang ở đâu đấy ạ? Thầy đang ở trong buồng đấy, vào đi. Dạ vâng, em xin phép vào thăm. Mà này, thôi, đừng vào. Cơm đêm hôm qua có ngủ được đâu. Ấy, đau nhức mình mẩy cứ rên hừ ra sáng là vừa mới chợp mắt đấy. Để cho thầy ngủ. Dạ vâng, thế thôi em cũng xin phép em đi về ạ. Thế cô Út về nhá. Dạ. Em lại nhà. Đấy, thế chứ. Khăn xanh, xanh có gì, này có gì, gì đôi đầu, này có nghĩ gì, gì đôi đầu. Đôi mới trả đầu, thế ông đi đâu đấy? Tôi chả lúc nào thấy cái mặt ông ở nhà cả, ông đi luôn đi. Tôi đi công việc. Công việc? Ông cứ làm như là ông công to việc lớn lắm ấy.
Ông thấy không? Cái nhà này mọi thứ là đến tay tôi. Ông làm được cái gì? Ông thử tính cho một năm qua ông làm được những cái gì? Chị, tôi đi đá gà. Đá gà? Đấy, chỉ đi được mỗi cái việc đi đá gà thôi. Việc gì? Ôi, mình đừng có coi thường cái việc đi đá gà của tôi. Đá gà là để hầu các quan trên. Hầu các quan trên thì nó ra mối quan hệ. Ra mối quan hệ là ra tiền. Đấy, thứ nhất quan hệ, thứ nhì tiền tệ. Được chưa? Tôi biết rồi. Biết, đường đường tôi cũng là chủ của cái nhà này. Là cái nóc nhà của cái nhà này mà này. Phải biết lo chứ. Mà này, thế bây giờ cơm nước thế nào nhỉ mình nhỉ? Thì cơm một lát nữa, đến bữa thì thằng nó sẽ dọn lên. Hay là bây giờ ông lại muốn tôi tận tay xuống tôi đem cơm lên tôi phục vụ âm? Vẫn đúng cái thân tôi rõ khổ. Đã hầu chồng rồi, bây giờ lại còn hầu cả chồng của mẹ chồng tôi. Quá khổ. Ôi này, cái chồng của mẹ chồng tôi nó là thế nào? Là thầy anh chứ còn là ai nữa. Con cái được chăm cha chăm mẹ nó là phúc phần của tôi, của bà. Có nhiều người trong cái làng này muốn được chăm cha chăm mẹ cũng còn không được. Tôi chả cần. Ôi, sớm là bây giờ còn chữa xong muốn chi là phúc mới chả cần. Con cái nó nhìn vào sau này nó chăm bà còn tốt hơn cả bà nữa. Ôi, chờ được mạ thì má sưng. Tôi tưởng là chờ được vạ thì má đã sưng. Dạ con chào thầy, con chào U ạ. Cô tí đi về đấy hả con? Con gái bố đi hử. Giờ mà con đi đâu về mà mặt mũi lấm lem thế này hả? Cái con Sen nó đâu? Sen ơi, mày làm gì mà để cho cậu lấm lem thế này hả? Dạ không phải đâu ạ, là con tự nghịch đấy ạ. Lại tự nghịch rồi. Thôi bây giờ thế này nhá, bây giờ đi theo U này, U rửa chân rửa tay cho lên ăn cơm nghe chưa? Dạ. Đấy ông thấy tôi khổ không? Chấm sự đến tay hầu đã hầu chồng rồi, hầu bố chồng, bây giờ lại hầu con đây này. Cấm nào đi xuống. Khổ quá cơ. Có mấy ai được cái phúc đấy như bà cái làng này. Giờ chuẩn bị ăn cơm nhá. Dạ. Nôi đó đâu? Mang cơm. Dạ con đây ạ. Mày mang cái dạ của mày ra đây khẩn trương. Cơm đây ạ. Cơm ngon canh ngọt. Mời ông bà. Dạ xin phép ông bà, con lại xuống bếp ạ. Con dạ. Thế ông nội của con đâu? Dạ ông nội vẫn ngủ ở trên phòng ạ. Thế sao lại ngủ? Mời ông xuống ăn cơm đi con. Không việc gì phải mời. Ông cả đêm hôm qua có ngủ được đâu. Ho sù sụ ra, đau nhức mình mẩy cái dây nừ ra. Cơm chết thì để cho ông ngủ. Già rồi, không cần phải ăn. Dạ, con chào ông nội ạ. Thầy khó quá. Ôi giời ơi. Thầy ơi, cơm quá cơ. Phải ho thì phải hướng cái mặt ra ngoài đấy chứ. Không ra ăn uống gì đâu, mất cả ngon. Tôi ho quá, tôi không kềm được. Thế sao thầy không uống cái thuốc sắc mà con mua ở bên thầy Lan hả thầy? Hỏi tôi luôn đi này. Làm con dai mà chả biết cái gì cả. Thuốc sắc từ lâu rồi, uống hết từ lâu rồi. Thế sao thầy uống hết mà lại chưa khỏi là thế nào? Thì cái này anh hỏi tôi à? Nếu mà thầy uống thầy thấy nó chưa khỏi thì thầy phải bảo với con để con đi sang con còn mua thuốc khác cho thầy chứ lị. Gớm, việc gì phải đi đâu mà phải mua. Cho nó tốn tiền ra. Ho bây giờ là ho bệnh của người già. Già rồi thì ho hắng là cái chuyện bình thường. Một tí nữa bảo thằng nó ra vườn ấy, nó hái mấy quả chanh cho ít gừng với mật ong vào uống là khỏi ngay chứ làm gì mà phải rách miệng. Chị nói đúng thế, không phải thuốc đâu. Cứ mấy quả chanh hấp lên thầy uống thầy đỡ. Con mời thầy ăn cơm ạ. Dạ, con mời thầy, con mời U, con mời ông nội ăn cơm ạ. Ăn đi. Ôi,
ơi thầy. Ôi trời ơi, trời ơi là đất ơi. Thằng Nô đâu rồi? Thằng Nô đâu? Mày đi lên mày dọn cái đống này cho bà. Ôi trời ơi, đến này. Ăn hại đánh đát. Chả làm ra tích sự gì cả. Trời ơi, mày có dọn đi nhanh không? Vỡ bao nhiêu cái bát của bà rồi. Ôi tôi xin. Tôi ho, tôi mệt quá. Tôi cầm nó không vững. Thôi trời ơi, ông mệt rồi, con đưa ông lên phòng ngủ. Là thôi, tôi không ăn nữa. Con rước thầy vào gì ạ? Đi ngủ này. Không ăn uống gì nữa. Mình sao? Sao mình lại chửi thằng Đô thế? Sao tôi lại không chửi được thằng Đô? Mình chửi thằng Đô thế thì có khác gì mình chửi thầy? Thế bây giờ tôi không chửi được thầy thì tôi phải chửi vào mặt thằng Đô chứ. Bây giờ phải muốn thế nào? Trời ơi, điên lắm. Chả cơm nước gì hết. Dạ bẩm ông, mời ông xơi cơm. Tao không ăn. Chả hiểu làm sao cả nhà không ăn cơm, một mình bị miệng chửi. Thế chứ đi. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Dâu mới rẻ thế này có chết tôi không cơ chứ. Ơ, ông đi đâu đấy ạ? Tao đi đâu? Tao đi đâu tao cần phải thông báo cho mày có phải không? Mày hỏi tao đi đâu để làm cái gì? Dạ con không dám, nhưng con hỏi để biết. Đề phòng bà về bà hỏi ông đi đâu con có biết đường trả nhời. Thì ai là cái người quyền huynh thế huỵch ở cái nhà này hả? Tao hay là bà mày? Dạ ông ạ. Thì đương nhiên là ông rồi. Thì tại sao mà mày lại dám hỏi ông đi đâu? Thì ông biết rồi, tính bà thì ông còn lạ gì. Bà hỏi con mà không biết, con cũng bị ăn đòn. Thôi bây giờ ông thương con thì ông trả lời là ông đi đâu đi để con biết đường, con trả lời bà. Chứ không về bà lại oánh con. Thế mày nghĩ là mày hỏi tao đi đâu là mày không bị ăn đòn có phải không? Dạ sao khổ thế nhờ. Ở cái nhà này mọi người không ăn cơm, con cũng bị ăn đòn. Con hỏi ông đi đâu để biết đường trả lời bà, con cũng bị ăn đòn. Số con nó là số chó hay sao? Không phải những số mày là số chó đâu, mà số ông mày đây cũng là số chó đấy con ạ. Ông nói thế, số con mới là số chó chứ số ông làm sao mà giống số chó được. Mày bảo, mày vừa bảo tao số chó có phải không? Dạ con không dám. Hỗn nào. Mà thôi, hôm nay là ông không ăn cơm ở nhà đâu. Mày về mày bảo bà với cả bảo cụ ấy là ông không ăn. Ôi, ông lại không ăn. Thôi ông ơi, ông cố gắng ở nhà đi. Dạo này nhà cửa lục đục lắm. Ông thương con, ông ở nhà. Bà nhìn thấy ông, bà còn vui. Chứ không có ông ở nhà, bà toàn lôi con ra bà mắng bà chửi thôi. Thì chính bởi vì là cái nhà này nó lục đục lắm, thế cho nên ấy là tao mới không muốn ở nhà. Dạ, nếu vậy ông không ở nhà ông? Cứ bảo bà mới cả cụ ấy là hôm nay ông không ăn cơm ở nhà được đâu. Dạ, thế ông đi ạ. Ngày mai á, U sẽ đưa cô Tí lên chợ huyện. U mày mấy bộ đồ mặc cho nó sướng. Dạ vâng ạ.
Dạ con chào ông nội ạ. Chào con. Mà làm sao ấy, ở ngoài này gió máy, thầy ra đây ngồi làm cái gì rồi lại ho sặc ho sụa ra? Trong kia nó bị, tôi không chịu được, ra ngoài này một chút cho nó thoáng. Thoáng quá rồi. Thế mà sao giờ này vẫn chưa có cơm hả? Cơm đến giờ thằng Nô nó tự khắc nó mang lên. Ăn, ăn. Hôm nay tôi thấy đói. Nô ơi! Nô! Mang cơm lên cho bà. Vâng. Nhanh cái chân lên. Đây ạ, à, đây ạ. À. Sao hôm nay bà lại cho cơm sớm thế ạ? À? Bởi vì là ông đói. Từ bây giờ ấy, ông nội không phải ăn cái bát này. Ô, vậy ông nội ăn bát nào ạ? À? Có bát của ông nội. Nô. Dạ. Cái gì? Xuống lấy lên đây. Dạ. Ăn đi con. Dạ. Ăn đi. Con mày u, con mày dạ. Ông nội ăn cơm mà. Bà bắt đây ạ. Ơ, sao ông lại ăn cái bát mẻ này ạ? Ông ăn cái bát mẻ này là đúng rồi. Là bởi vì là ngày nào ông cũng làm rơi, ngày nào cũng vỡ. Như vậy thì là biết bao nhiêu bát của u. Tiền đâu mà sắm, tiền đâu mà sửa được. Ông ăn cái bát này á, nếu mà nó có rơi xuống á, vỡ không sót ruột. Hiểu chưa? Dạ. Thầy ơi, nói thế này là con phải xin lỗi thầy trước. À, bởi vì là ngày nào thầy cũng làm vỡ như thế. Bây giờ cơ lấy tiền đâu ra mà mua bát suốt thế. Cho nên là hôm nay con lấy cái bát này để cho thầy ăn. Thầy chịu khó ăn này nếu mà có vỡ ấy, cũng không sót ruột. Thầy nhỉ? Đây. Tôi biết rồi. Thằng Nô mày nhớ chưa? Từ giày rồi đi là cụ ăn cái bát này nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi ạ. Dạ, con mời thầy ạ. À mà thôi, khổ lắm, vẫn chưa được. Thầy là bây giờ là phải xuống dưới này ngồi. Đây, thầy xuống dưới này ngồi á, ăn lỡ có rơi thì cái bát mẻ lỡ không vỡ được. Đây, thầy xuống đây. Đấy, thằng Nô mày đỡ cụ. Cầm bát cơm ra. Ăn đi con, ăn nhiều vào. Dạ. Ngon quá con. Cái thằng nồi nó giang lạc ưng ghê lắm cơ. Ăn đi con. Ông ơi, sau này ông cũng ăn cái bát mẻ này ông cho con nhé. Cho con để làm cái gì? Cho con để con làm gì? Để sau này u con già, con cũng cho u con ăn cái bát mẻ này và ngồi dưới đất ạ. Cái thằng này, mày. Con xin lỗi thầy ạ. Con mời thầy lên bàn xới cơm mà.
có mời thầy ăn giò. Thầy ăn đi. Thầy cảm ơn. Con à, cha mẹ luôn là tấm gương để cho các con cái nó noi theo. Các con sống như thế nào, nuôi dạy các con, sau này các con nó khôn lớn trưởng thành thì mới là cái đức, cái phúc của nhà ta con à. Vâng, con xin nhớ lời thầy ạ. Dạ, con mời u ăn giò ạ. U xin.